Trong phần tin Hoa Kỳ cho biết Hạ viện gửi cáo trạng luận tội Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện. Ngày thứ Tư, Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã bỏ phiếu để gửi hai cáo trạng luận tội trút phế Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện, mở đường cho phiên xét xử dự kiến bắt đầu vào tuần lễ sau. Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu 228 trên 193 để trao cho Thượng viện trách nhiệm xét xử Tổng thống về các cáo buộc làm quyền và cản trở Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu gần như theo sát ranh giới đảng phái. Lên tiếng sau phiên bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi nói bà đã từ chối các lời kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump trong thời gian rất dài cho đến khi Tổng thống vượt quá giới hạn, khiến cho Đảng Dân Chủ không còn sự lựa chọn nào khác. Cũng trong ngày thứ Tư, Hạ viện đã bỏ phiếu phê chuẩn một nghị quyết chính thức chỉ định các dân biểu giám sát việc luận tội, đảm nhận vai trò công tố viên trong phiên xét xử Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện. Một nhóm 7 dân biểu dân chủ đã được chọn, dẫn đầu là Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, người trước đây từng là công tố viên liên bang. Những quy định trong phiên tòa luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ khối đa số, cho biết các vị thượng nghị sĩ không được phép sử dụng điện thoại iPhone, giữ yên lặng và phải ngồi tại chỗ trong suốt phiên xét xử. Các thượng nghị sĩ không được sử dụng điện thoại trong thời gian xét xử. Điều này có nghĩa họ sẽ không thể tường thuật trực tiếp thủ tục trên mạng xã hội. Ngoài ra, các thượng nghị sĩ đều nhận được tài liệu hướng dẫn một số quy định về phiên xét xử và phải chuẩn bị tham dự thủ tục từ đầu đến cuối và chỉ có cơ hội phát biểu ngắn trong phiên xét xử. Phiên xét xử tại Thượng viện sẽ được giám sát bởi chánh án tối cao pháp viện John Roberts. Thượng viện được cho là sẽ xóa các cáo buộc, cáo trạng đối với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, vụ luận tội sẽ vẫn là một vết đen trong hồ sơ của ông Trump và phiên xét xử tại Thượng viện sẽ gây khó chịu cho Tổng thống trong bối cảnh ông đang vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Phiên xét xử luận tội sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba, ngày 21 tháng 1. Hoa Kỳ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại ở giai đoạn 1. Hoa Kỳ và Trung Quốc vào ngày thứ Tư đã ký kết thỏa thuận thương mại ở giai đoạn đầu tiên, xoa dịu phần nào cuộc đối đầu căng thẳng dài 18 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bắc Kinh và Washington gọi thỏa thuận ở giai đoạn đầu tiên là một bước tiến lớn sau nhiều tháng đàm phán khó khăn. Lên tiếng tại Tòa Bạch Ốc cùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Tổng thống Donald Trump nói thỏa thuận mới đem lại sự an toàn và công bằng kinh tế cho người lao động Hoa Kỳ. Tâm điểm của thỏa thuận này là lời hứa của Trung Quốc về việc sẽ mua thêm 200 tỷ Mỹ Kim nông sản cùng nhiều hàng hóa và dịch vụ khác của Hoa Kỳ trong vòng 2 năm tới. Thỏa thuận cũng bao gồm 50 tỷ Mỹ Kim đơn đặt hàng tăng thêm cho nông sản Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump cũng nói Trung Quốc sẽ mua thêm 40 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim sản phẩm dịch vụ, 75 tỷ Mỹ Kim hàng công nghiệp và 50 tỷ Mỹ Kim nhiên liệu. Cơ quan an ninh quốc gia đã phát giác ra lỗ hổng nghiêm trọng trên Windows 10. Cơ quan an ninh quốc gia NSA đã vừa tìm ra lỗi bảo mật nghiêm trọng trên chương trình Windows 10. Qua đó, hacker có thể thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn. NSA được cho là đã thông báo Microsoft ngay sau khi phát hiện lỗi trên Windows 10, thay vì lợi dụng nó. Theo truyền thông, Microsoft đã phát hành bản vá lỗi vào ngày thứ Ba. Giám đốc cấp cao của Microsoft, ông Jeff Jones đã cho biết, tất cả người dùng đã cập nhật hoặc cập nhật tự động đều được bảo vệ. Hành động này được cho là sẽ giúp khôi phục danh tiếng của NSA sau vụ rò rỉ Eternal Blue là một công cụ tấn công máy điện toán dùng Windows do NSA phát triển, dựa trên lỗ hổng trong liên kết giữa mạng máy điện toán với máy chủ SMB của Microsoft. Eternal Blue được coi như là một thứ vũ khí nguy hiểm nhờ khả năng hoạt động trên tất cả phiên bản Windows. Sau khi Eternal Blue bị lộ vào năm 2017, NSA đã lập tức thông báo để Microsoft phát hành bản sửa lỗi MS-1700. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, nhóm hacker tên là Shadow Brokers đã sử dụng chính lỗ hổng đó để làm lây lan mã độc tống tiền WannaCry trên 230.000 máy điện toán ở 150 quốc gia, đã gây thiệt hại hàng trăm triệu Mỹ Kim. Hàng trăm người Honduras khởi hành tìm đường đến Hoa Kỳ. Hàng trăm người, chủ yếu là công dân Honduras, vào ngày thứ Tư đã khởi hành từ thành phố San Pedro Sula và băng qua biên giới Guatemala với hy vọng sẽ tạo thành đoàn di dân lớn tương tự như là đoàn người đã đến được biên giới Hoa Kỳ vào năm 2018. Đoàn người lần lượt băng qua biên giới Guatemala trong suốt ngày thứ Tư. Những người có giấy tờ được cho phép đi tiếp và họ đi dọc theo xa lộ thành từng nhóm khoảng 20 người.
một số người Honduras đã bị đưa lên xe cảnh sát và bị chở ngược lại về biên giới vì họ đã không ghi danh với cơ quan di trú tại đây. Cảnh sát Guatemala canh gác tại trạm nhập cảnh cùng 4 nhân viên thuộc cơ quan di trú và quan thuế Hoa Kỳ ICE. Một nhân viên Hoa Kỳ cho biết ICE có mặt tại đây để huấn luyện nhà chức trách Guatemala về cách kiểm soát di dân. Một bé gái đã bị bắt cóc ngay khi bước xuống khỏi xe bus của trường học. Một bé gái 11 tuổi sống tại Massachusetts đã được tìm thấy vẫn an toàn vào tối ngày thứ Tư sau khi em bị bắt cóc vào trưa cùng ngày. Trước đó, cảnh sát tại Massachusetts đã ra lệnh báo động Amber Alert khi em Charlotte Mosia, 11 tuổi, bị bắt cóc ngay sau khi em vừa bước xuống khỏi xe bus trường học và định đi về nhà. Em Mosia, cư dân của Springfield, đã bị xô vào trong một xe hơi lúc khoảng 1 giờ 26 phút chiều. Theo cơ quan cảnh sát tiểu bang Massachusetts cho biết, nhà chức trách đã nói một người đàn ông đã đi theo phía sau Mosia và đã xô em vào một chiếc xe Honda màu xanh đậm hoặc là màu đen, có thể là một chiếc xe Civic. Chiếc xe được lái bởi một người phụ nữ. Em Mosia đang theo học tại trường khoa học bán công Hamden và đang mặc đồng phục của trường khi bị bắt cóc. Sở cảnh sát Springfield cho biết là em Mosia được tìm thấy vào lúc gần 8 giờ tối. Chiếc xe của hai nghi can đã bị chặn lại tại một khu nhà văn phòng sau khi có người nhìn thấy chiếc xe và đã gọi 911. Hai nghi can đã bị bắt và đang bị lập hồ sơ hình sự. Em Mosia được kiểm tra sức khỏe và có vẻ là không bị thương tích gì. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin của thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỹ nghệ hôm nay tăng 181.76 điểm, nhưng lại ở mức là 29.211.98 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 70.31 điểm, nhưng lại ở mức là 9.328.01 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay cũng đã tăng 18.54 điểm, nhưng lại ở mức là 3.307.71 điểm. Phân lợi công khố phiếu 10 năm là 1.81%. Tiếp đến, giá dầu thô của ngày hôm nay là 58 đô la 47 cent một thùng dầu thô, đã giảm 0.07% một thùng dầu. Giá vàng tại Hoa Kỳ trong ngày hôm nay là 1.551 đô la 60 cent một ounce vàng, đã tăng 0.07 cent một ounce vàng. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào trong ngày là 43 triệu đồng một lượng và bán ra là 43.300.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la hôm nay đổi được 23.210 đồng tiền Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài quảng cáo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tin Việt Nam.